Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa toàn thể công đoàn phụng vụ, thưa linh hồn do xa, dẫu biết rằng cuộc đời mỗi một con người chúng ta đều phải băng qua cái chết, nhưng đứng trước cái chết, ai trong chúng ta cũng lo sợ, ai trong chúng ta cũng buồn sầu vì những cái sự chia ly mất mát này. Nhưng niềm tin tưởng vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta tin chắc rằng chính qua cái chết, con người chúng ta bước vào cõi sống muôn đời bên Thiên Chúa, và đặc biệt đó là thiên đàng mà mỗi một người Kitô hữu chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian luôn khao khát ước mong tiến về. Giờ đây chúng ta xin Chúa đón nhận linh hồn bà Rosa và hưởng tôn nhan Chúa, và ban niềm an ủi nâng đỡ cho tất cả những người chúng ta còn đang sống, đặc biệt là anh em con cháu của linh hồn Rosa, để chúng ta tin tưởng vào tình thương, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn luôn sống theo thánh ý của Thiên Chúa và luôn luôn đón nhận mọi niềm vui hay nỗi buồn mất mát mà Thiên Chúa quan phòng gửi đến cho chúng ta. Nhưng để điều cầu xin của chúng ta đáng được Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối về những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi Chúa những kẻ đã chết vẫn đang sống, và trong Chúa các thánh được vui hưởng hạnh phúc tròn đầy. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu khẩn, ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Rosa, giờ đây không còn thấy ánh sáng đời tạm này, được an ủi nhờ ánh sáng vinh cửu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dấu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu xử phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các người như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ ở bên Chúa trong tình yêu, vì ngài ban ân sủng và tình thương cho các thánh của ngài, và viếng thăm những người ngài tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Con mà
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chứ không phải vì đã thấy. Vậy, chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải bước ra trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: nước trời cũng giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Các cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn các cô khôn ngoan mang đèn cùng với bình dầu. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều trỗi dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn chúng em tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp lại: sợ không đủ cho chúng em và các chị hãy ra hàng mà mua thì hơn. Đang khi họ đi mua thì chàng rể đến. Các cô đã chuẩn bị sẵn sàng được theo chàng rể vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chàng rể đáp lại: quả thật tôi nói cho các cô hay, tôi không biết các cô. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa toàn thể cộng đoàn, trong cuộc sống chúng ta hay có những nhận xét: người này khôn, người kia không khôn, người này khôn, người kia dại. Chúng ta có cái tiêu chuẩn nào để bảo anh này khôn, anh kia dại? Đoàn tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái khái niệm thế nào là khôn, thế nào là dại. 10 cô trinh nữ được trao đèn cháy sáng trong tay. Và rồi cả 10 cô đều đi dự tiệc cưới của chàng rể. Nhưng mà rồi tình huống xảy ra, có những đèn còn cháy sáng, có những đèn thì tắt. Đời người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Thiên Chúa trao cho chúng ta cái ngọn đèn cháy sáng khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta thường được linh mục hoặc phó tế rửa tội trao cho chúng ta: hãy nhận ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm lo, tức là lo lắng cho em này được sống trong đức tin. À, cái ngọn đèn
ánh sáng của Đức Giêsu Kitô phục sinh được trao cho mỗi một người chúng ta qua bí tích rửa tội. Nhưng mà rồi nhiều khi chúng ta cứ nghĩ giống như 10 cô trinh nữ, à mình có đèn trong tay thắp sáng chắc cú rồi. Nhưng mà chúng ta biết đèn cháy lâu thì dầu nó cũng cạn. Anh khôn sở dĩ được gọi là khôn bởi họ ý thức được rằng đèn cháy dầu cạn, cho nên họ phải tích trữ dầu để khi dầu cạn thì họ tiếp dầu vào ngay. Sở dĩ được gọi là dại bởi vì anh cứ nghĩ rằng cái đèn của anh nó cháy mãi cho đến tận cùng chăng. Nhưng thưa không, nó hết dầu nó sẽ tắt. Dại sở dĩ anh không chịu tích trữ dầu để khi hết anh tiếp dầu vào cho nó cháy. À, khôn dại cách nhau rất là mỏng manh. Ở trên đây cuộc đời người Kitô hữu chúng ta có rất là nhiều những người có những cái khái niệm mình được rửa tội rồi, mình được gia nhập vào giáo hội rồi, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chẳng lẽ Chúa lại không cứu độ mình hay sao? Thôi cứ đạo tại tâm, cứ an phận thủ thường. Nhưng mà đâu có biết cuộc đời của chúng ta phải cơm áo gạo tiền, cuộc đời của chúng ta biết bao nhiêu những thứ muộn phiền, à cần chúng ta phải tiếp thêm dầu. Không phải là dầu diesel, không phải là những cái dầu chúng ta thắp sáng bình thường đây, mà là những dầu của nhân đức, dầu của những việc lành phúc đức, dầu của những hy sinh từ bỏ. Để rồi trong cái cuộc đời của chúng ta, dù rằng có những sóng gió, dù rằng có những lúc chúng ta cũng ngủ say như 10 cô trinh nữ, tất cả 10 cô chờ đợi chàng rể lâu quá cũng đều thiếp đi ngủ cả. Nhưng khi nghe kìa chàng rể đến hãy ra đón người, họ đều bật dậy. Nhưng mà anh khôn đèn còn cháy được vào dự tiệc, anh dại đèn hết dầu tắt, bị loại ra, không được vào dự tiệc cưới của con chiên Thiên Chúa. À, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta cũng có những lúc mỏi mòn, có những lúc chúng ta ngã lòng cậy trông, có những lúc chúng ta mải mê với sự thế trần đời này. Chúng ta cũng thiếp đi, chúng ta cũng ngủ giống như 10 cô trinh nữ này. Nhưng có một điều, đó là chúng ta vẫn hằng lo lắng để tích lũy cho mình các nhân đức, lo lắng tích lũy cho mình các việc lành trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên dù rằng có những lúc chúng ta mỏi mệt, có những lúc chúng ta ngã lòng cậy trông, nhưng cái niềm tin và lòng yêu mến của chúng ta ở nơi Thiên Chúa nó vẫn còn đó. Và các nhân đức, các cái việc lành chúng ta làm trong cái cuộc sống của chúng ta, nó là những cái dầu, chất dầu này chúng ta không thể mua được bằng tiền bạc. Chất dầu này chúng ta chỉ có thể đánh đổi bằng những cố gắng, bằng những hy sinh của con người chúng ta. Chất dầu này chúng ta không thể cho nhau được. Nếu chúng ta mà cho nhau được thì chắc rằng chẳng ai trong chúng ta phải đau khổ, chẳng ai chúng ta phải chịu những khuất tất trong cái cuộc sống. Nhưng cái chất dầu nhân đức này tự chúng ta phải tạo ra, tự chúng ta phải làm nên thì nó mới mang lại cho chúng ta. Cho nên trong cái cuộc sống đức tin của chúng ta phải cố gắng mỗi ngày trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì cái dầu này không phải một sớm một chiều mà chúng ta tích trữ được nó đâu. Chúng ta cứ thường đọc trong các cái sách tu đức, nhiều khi những cái việc xấu chúng ta chẳng cần tập gì cả làm được. Giống như ông Phaolô cũng bỏ cái việc lành tôi phải làm thì tôi không làm, nhưng mà những cái việc rồi tôi không phải làm thì tôi cứ thích tôi làm liên tục. À, những cái chất dầu này chúng ta phải tích trữ, chúng ta phải chuẩn bị hàng ngày để tập một cái nhân đức tốt. Không phải là một sớm một chiều chúng ta tập được đâu, mà chúng ta phải tập, có khi đến lúc chết chúng ta mới tập được một cái nhân đức nào đó trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên sở dĩ được gọi là khôn, được gọi là dại bởi lẽ họ biết chuẩn bị cho tương lai của họ. Họ không ỷ lại, nhưng họ biết chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho cuộc sống mai sau của họ. Cho nên ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng quy tụ nhau nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn bà Rosa. Chắc chắn rằng cuộc đời của bà cũng đã chuẩn bị những cái dầu thơm
trong cuộc đời. Cách đây mấy tháng, còn nhớ không nhầm mà hôm đấy vào lễ Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật Bốn Phục Sinh, còn đám cưới xong ghé vào thăm gì, lúc đấy cũng yếu lắm mà. Ngồi nói chuyện tí là cứ thở phì phào thôi. Nhưng mà chỉ dặn cha nhớ cầu nguyện cho gì, để gì được sống lành chết lành. Cuộc đời của họ phải được chuẩn bị, và luôn luôn ao ước được rằng sống lành chết lành. Mặc dù rằng cháu nó vào nó thăm lúc đấy là cũng yếu lắm rồi, nói câu được câu không mà mệt mỏi, nhưng vẫn chỉ mong làm sao cầu nguyện cho gì để gì được sống lành chết lành. Họ đã nghĩ đến tương lai của họ, họ đã chuẩn bị cho tương lai của họ bằng những cố gắng, bằng những hy sinh, và rồi bằng những việc lành phúc đức của những người anh chị em chúng ta đang ngồi đây để cầu nguyện cho họ nữa. Bởi vì bây giờ bản thân của bà Rosa không thể làm được gì cho mình, nhưng chính những người còn sống chúng ta, chính những người còn sống chúng ta làm dâng các cái việc lành phúc đức của chúng ta cho linh hồn Rosa. Cho đến khi còn sống còn nhớ cầu nguyện cho gì, để gì được sống lành chết lành. À, đó là cái cách thức mà họ đã nghĩ đến cái tương lai, đã chuẩn bị cho cái đời sống mai sau. Và rồi cuộc đời của mỗi một người chúng ta, thời gian nó mòn mỏi, hao mòn đi, rồi chúng ta cũng phải cán đích. Dù cuộc đời dài hay ngắn, sáng nay lễ cho cậu Quyền thì có 51 tuổi thôi, nhưng mà bác Thoáng đây là 83 tuổi, rồi còn mấy bà chị cũng toàn những 88, 85, 88 rồi. À, cuộc đời chúng ta dài ngắn tùy Chúa cho chúng ta. Nhưng quan trọng nhất, dài ngắn là chúng ta biết chuẩn bị cho hành trang tương lai của chúng ta, biết chuẩn bị cho cái cuộc sống mai sau của chúng ta. Còn cái trần gian này chúng ta chỉ là tạm bợ. Cái trần gian này chúng ta chỉ là sống ở đời này để lập những công phúc mà đạt được, hưởng được cái vinh phúc mai sau, chứ không phải sống ở đời này để hưởng thụ. Nếu sống ở đời này mà hưởng thụ đấy thì chúng ta là những con người bất hạnh. Nhưng sống ở cuộc đời này để chúng ta cố gắng lập công phúc, sống ở đời này là để chúng ta tích chữ những nhân đức, tích chữ những dầu nhân đức của chúng ta. Thế ước mong rằng trong cái cuộc sống đức tin của chúng ta, qua dụ ngôn những cô trinh nữ khôn và dại, sẽ soi sáng cho chúng ta, để chúng ta biết được rằng khôn biết đèn cháy, dầu sẽ hết thì phải lo mà tích chữ. Đời sống đức tin của chúng ta dài ngắn thì luôn luôn bị những sóng gió của cuộc đời này nó xô đẩy chúng ta, làm cho cái lòng mến của chúng ta với Thiên Chúa nó sẽ bị hao mòn đi. Chúng ta cần phải tích chữ lòng yêu mến, cần phải tích chữ những việc lành phúc đức để bù đắp vào những lúc chúng ta mệt mỏi xa rời Thiên Chúa, để bù đắp vào những yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Nên xin Chúa cho tất cả chúng ta, để rồi mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta luôn luôn biết tích chữ những nhân đức, tích chữ những kho tàng thiêng liêng của chúng ta. Đó chính là những việc lành, đó chính là bác ái chia sẻ, đó chính là cái sự tha thứ yêu thương của chúng ta trong cuộc sống. Xin Chúa soi sáng để tất cả chúng ta luôn luôn ý thức được đời sống đức tin của chúng ta, mà gắn bó yêu mến Thiên Chúa, mà gắn bó nâng đỡ cộng tác với nhau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thầy xin ông đoàn chúng ta dâng lời nhất chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô con của Ngài sống lại từ cõi chết, và hứa ban thưởng nước trời cho tất cả những ai tin vào con của Ngài, tin tưởng vào lời hứa cứu độ. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin. Xin cho bà Rosa qua bí tích rửa tội đã nhận được hạt giống chỗ sinh sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với các thánh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho bà Rosa đã được rước mình máu Thánh Chúa Kitô là bánh ban sự sống đời đời, được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho bà Rosa đã nghỉ yên trong niềm hy vọng sống lại, được nhận vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho anh
chị em chúng con đang quy tụ nơi đây, nơi đức tin và lòng xót mến được đoàn tụ trong nước vinh hiển của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con đem lại lợi ích cho linh hồn do xa. Xin Chúa sớm hoàn tất việc thanh luyện linh hồn do xa và cho bà được tham dự phụng vụ trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy cầu nguyện hy lê của tôi cũng là qua anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lê với thánh cha để ta cùng tôn vinh thánh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng toàn thể hơi thánh người. Lạy Chúa, ước chi việc hiến dâng hy lê này làm đẹp lòng Chúa, để khi linh hồn tôi tơ Chúa là do xa, nhờ Chúa xót thương, nhận được ơn tha thứ mà tôi tơ Chúa vẫn tìm kiếm, sẽ luôn mừng vui trong ngày các thanh của Chúa và chung lời ca tụng vinh quang Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng vai đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sông lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Anh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôi nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhưng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tớ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh đa ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nay nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, mau giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Và tiếng sừng Chúa sống lại cho tới khi Chúa vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tông Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn ro xa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa Jesus Kitô, Chúa đã nói với các môn đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sông và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đừng xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa đừng xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đừng xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ mạnh mẽ. Oh,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vừa được lãnh nhận hồng ân thiên quốc, chúng con cảm tạ Chúa và khiêm tôn khấn nài cho linh hồn tôi tớ Chúa là Giô-sa. Nhờ cuộc khổ nạn của con Chúa được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và được vui mừng về với Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cộng đoàn chúng ta an tọa, dành thòa có mấy lời cảm ơn cộng đoàn chúng ta. Trọng kính cha Giuse, kính thưa quý sơ, quý ông bà cố, các đoàn đa minh, cùng ông bà, cha chú, anh chị em gần xa. Nơi đây 7 năm trước, người bố kính yêu đã từ giã chúng con về nhà Chúa. Và hôm nay người mẹ thân yêu sau những năm tháng nhọc nhằn nơi dương thế cũng giã từ chúng con về an nghỉ trong Chúa, để lại anh em chúng con bơ vơ trong cô đơn trống vắng. Trước sự mất mát to lớn, sự chia ly trong nước mắt, anh em chúng con đã được đón nhận ân tình, sự yêu thương, che chở, chăm sóc của quý cha, quý công bà, cha bác cùng anh chị em gần xa tới viếng thăm, cầu cho mẹ con mau về bên Chúa. Trong thánh lễ tại gia lầy, con không biết nói gì hơn nữa. Chỉ xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót mẹ Maria ban muôn hồng ân xuống cùng quý cha, quý sơ, ông bà cố cùng anh chị em được hồn an sắc mạnh. Anh em chúng con cùng đồng tâm bái tạ và ghi tâm. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Oh, yeah.